Thưa quý vị, hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình. Và giờ đây, tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận, chia sẻ về câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc gia đình nhà chồng chưa thấy chị dâu nhắc đến thì cuối cùng cũng được chị xướng tên cảm ơn nhà tôi có ba anh em trai anh cả ra ở riêng còn anh hai thì ở với mẹ mấy hôm trước anh cả xây nhà mới tổ chức tiệc tân gia mời gia đình đôi bên và bạn bè thân thiết đến chung vui anh cả tôi mấy năm nay làm ăn rất khấm khá anh chị mua được đất đậu được ô tô rồi mới đây đã dành tiền cất một ngôi nhà ba tầng khang trang, rộng rãi. Đó là công sức vợ chồng anh chị cố gắng những năm nay. Mẹ tôi, vợ chồng anh hai và vợ chồng tôi đều súng xín ăn mặc đẹp đến dự tiệc tân gia của anh cả. Ai biết cũng suýt xoa khen ngợi anh chị tài giỏi. Mẹ tôi có người con trai trưởng đáng tin cậy, biết làm ăn hơn người. Bà nghe vậy thì mừng lắm, nở nụ cười tươi rói anh cả làm ăn phát đạt không chỉ khiến gia đình tôi được nở mày nở mặt mà sau này chúng tôi gặp khó khăn gì cũng có chỗ để nhờ giúp đỡ anh ấy là con trưởng hẳn là phải có trách nhiệm với mẹ cùng các em bảo nghèo khó đã đành đằng này có của ăn của để thì chắc hẳn vợ chồng anh ấy cũng không tiếc rẻ người thân chị dâu hôm đó ăn mặc trang điểm rất đẹp đúng là có tiền rồi có khác tôi ước ao bao giờ mới được như anh chị. Vợ chồng anh chị đứng trên sân khấu phát biểu trong sự chúc mừng của mọi người trong bữa tiệc. Anh tôi nói vài lời ngắn gọn xong. Chị dâu cầm mít rô lên cất lời nhẹ nhàng. Để có được ngày hôm nay, thực sự vợ chồng chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều cay đắng và nước mắt. Trong quá trình đó, có rất nhiều người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc. Người đầu tiên chị dâu gửi lời cảm ơn Chính là anh trai tôi Người bạn đời Người đồng hành của chị Tiếp đến là bạn bè Đối tác Nói chung là một loạt những người có ảnh hưởng Đến sự thành công của anh chị ngày hôm nay Trong lúc tôi còn đang thắc mắc gia đình nhà chồng Chưa thấy chị nhắc đến Thì cuối cùng cũng được chị sướng tên cảm ơn Nhưng nghe xong lời cảm ơn của con dâu Mẹ tôi tái mét mặt mũi đặc biệt là mẹ chồng tôi Người đã giúp cho chúng tôi có động lực sâu sắc để vươn lên Nhớ khi xưa hai vợ chồng rời khỏi nhà chồng Không có nổi một trăm nghìn trong tay Cũng may bác chủ trọ tốt bụng thương người cho nợ tiền ba tháng Chúng tôi làm đủ mọi công việc Làm ngày, làm đêm Không quản ngại việc chân tay vất vả Tích góp từng đồng bạc lẻ Ăn uống kham khổ Có lúc còn nhịn đói đi làm tôi biết mẹ cố ý như vậy để chúng tôi có động lực vươn lên từ tối tăm bi kịch. Chính vì thế tôi vô cùng cảm kích bà. Bà cầm hết tiền lương của chồng tôi, lấy toàn bộ tiền vàng cưới. Chúng tôi mua sắm đồ đạc về nhà, nhưng lúc ra đi không được mang theo thứ gì. Chị dâu còn muốn nói nữa, nhưng anh trai tôi đã bước lên ngăn vợ lại. Mẹ tôi thì đứng tức nghẹn đến mức lên cơn đau tim ngất xỉu. Khách khứa xỉ sầm bản tán Gia đình tôi với ánh mắt xâm soi khinh thường Rõ ràng chị dâu cố ý Lời cảm ơn nhưng thực chất là bóc mẽ mẹ, mẹ chồng khi xưa đối xử không tốt với mình Quá quắt nhất là còn trước mặt rất nhiều người Để bây giờ mẹ tôi chẳng dám ngẩn mặt nhìn ai Khi trước mẹ tôi quý con trai thứ Và anh hai rẻ miệng và giống mẹ Bà lại vốn không ưa chị dâu cả Cưới về bà khắt khe với anh chị đủ điều Cuối cùng vì mâu thuẫn nhỏ họ bị đuổi ra khỏi nhà Những năm qua mối quan hệ đôi bên không quá thân thiết Nhưng anh tôi vẫn gửi tiền và quà biếu mẹ Bà nghĩ mình là mẹ chồng là người có quyền Chị dâu phải chấp nhận Cứ ngỡ bây giờ anh chị giàu có rồi Bà sẽ được hưởng phúc Ai ngờ ngày tân gia Trước mặt bao nhiêu người Chị lại tặng cho bà một cú trời giáng như vậy Mẹ tôi đau điếng vì đòn trả đũa của con dâu cả Đồng thời cũng sầu muộn vô cùng vì anh hai Anh vốn được nuông chiều Không chịu cố gắng Hiện tại đang thất nghiệp Cả vợ chồng con cái đều ở nhà rong chơi Chờ mẹ tôi nuôi từ vài đồng lương hưu ít ỏi Bà đã chán ngấy và mệt mỏi với vợ chồng con thứ Cứ tưởng lần này được chuyển sang ở với anh cả Nhưng chị dâu tỏ thái độ thế này Thì kế hoạch ấy cũng tan thành Mây khói rồi đã mấy năm qua đi, không ngờ chị dâu vẫn thù ghét mẹ chồng. Nghĩ đến chuyện chị làm mất mặt cả nhà chồng mà tôi thấy thật là căm phẫn, sao trên đời có người phụ nữ quái gở ghê gớm đến như vậy. Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Anh trai lấy chị dâu, bố mẹ tử mặt. 5 năm, năm sau chị nói một câu ông bà bật khóc. 5 năm, năm trước anh tôi đưa chị dâu về xin cưới. Lúc đó chị đã mang thai được hai tháng rồi. bố mẹ tôi không nói gì nhiều. chị đưa ra cho anh hai lựa chọn: một là chị ấy, hai là bố mẹ. Bởi vì từ khi anh yêu chị tính tới đó là gần 2 năm trời. bố mẹ đã phản đối quyết liệt, Xong anh chị ấy cố tình không chia tay, rồi vác bụng bầu về nhà ép buộc bố mẹ, khiến ông bà tức giận vô cùng. vào thời điểm đó anh tôi đã chọn vợ con Chấp nhận bị bố mẹ từ mặt Anh tay trắng cùng chị dâu đi thuê nhà Bắt đầu cuộc sống mới Gia đình tôi có điều kiện Mẹ cho rằng chị dâu không xứng với anh Anh rời bỏ bố mẹ Sẵn sàng chấp nhận tất cả để cưới chị Khiến mẹ vừa thất vọng lại ấn ức Cũng bởi vậy Gần 5 năm qua Mẹ tôi không qua lại gì với anh chị Tất nhiên Anh tôi thì vẫn nghĩ đến đạo làm con các dịp lễ Tết vẫn gửi quà về biếu ông bà Mối quan hệ cũng chỉ duy trì nhạt nhẽo như vậy Cách đây 3 tháng Chị dâu gọi điện cho mẹ chồng thông báo rằng Anh tôi bị tai nạn không biết sống chết như thế nào Bố mẹ tôi suýt ngất khi nghe tin dữ Sau 5 ngày hôn mê Thì anh tôi mới may mắn tỉnh lại Nhưng sức khỏe của anh suy giảm nghiêm trọng Trước mắt thậm chí anh còn phải ngồi xe lăn không thể tự mình di chuyển hay thực hiện được các sinh hoạt hàng ngày trong tình cảnh đó nhà tôi đều cho rằng chị dâu sẽ bỏ mặc anh thôi ông bà luôn nghĩ những năm qua chị cố tình bám lấy anh dù bị bố mẹ chồng ghét bỏ cũng vì nhắm đến tài sản của gia đình chồng vậy nên bố mẹ đã làm một phép thử với chị khi trước anh chị hứa hẹn sướng khổ có nhau bây giờ chị phải chăm sóc con tôi đến hết đợi không được rời bỏ nó. Còn nó đã từ mặt chúng tôi rồi, nên chúng tôi không có một trách nhiệm nào hết. Lần này nghe tin nó gặp nạn, chúng tôi chỉ đến thăm mà thôi. Đây, chị cầm tạm một triệu bồi bổ cho nó, chứ tôi không cho nhiều hơn đâu. Bố mẹ tỏ vẽ tàn nhẫn và lạnh nhạt. Sau đó ông bà quay về nhà. Qua ba hôm, chị dâu bỗng hay đưa hai đứa con đến nhà bố mẹ rồi nói ra mấy câu khiến cho ông bà lặng người hôm nay con đưa các cháu đến chào bố mẹ ngày mai nhà con sẽ về quê ngoại ở trên này không có ai trông nom các cháu hiện tại vẫn phải thuê nhà mà chỉ có mình con đi làm cuộc sống sẽ rất khó khăn nên con đã hỏi ý kiến bố mẹ và ông bà đã đồng ý cho vợ chồng chúng con về đó sinh sống tạo điều kiện về chỗ ở và sẽ giúp đỡ chúng con hết sức có thể khi trước anh ấy vì con mà làm tất cả, thế nên bây giờ con cũng sẽ như vậy, sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Còn bố mẹ đối xử với chúng con ra sao thì chúng con cũng chỉ còn cách chấp nhận chứ không dám oán trách. Bố mẹ cứ yên tâm, anh ấy là chồng con thì con sẽ chăm sóc cho anh ấy cho đến hết đời. Mẹ tôi bật khóc không thể kìm nén được. Đến bố tôi là đàn ông cứng rắn mà cũng phải rơm rớm nước mắt Vì cách xử sự, sự và tấm lòng của chị dâu Bây giờ gia đình tôi đã hiểu Tại sao anh trai lại khăng khăng phải cưới chị dù bố mẹ phản đối Mấy năm qua bố mẹ tôi không giúp đỡ chút nào Anh chị cũng còn nhiều khó khăn Như cuộc sống rất đầm ấm và hạnh phúc Anh chị thực sự yêu thương nhau Chứ không phải chị dâu dòng ngó tài sản gia đình nhà tôi Tới lúc này mẹ tôi thực sự phải thâm phục khẩu phục con dâu và công nhận sự lựa chọn của anh tôi là đúng đắn tất nhiên ông bà không thể để anh chị về quê ngoại được mẹ tôi lập tức bảo chị dâu đưa anh trai về nhà ông bà sẽ phụ giúp anh chị từ bây giờ ông bà chấp nhận chị là con dâu trong nhà xin lỗi và bù đắp cho chị sức khỏe anh tôi ngày một tốt lên lại có sự chăm sóc và yêu thương của vợ con bố mẹ tin rằng anh sẽ sớm bình phục trở lại đúng là qua hoạn nạn mới biết tấm lòng của nhau phải không mọi người vâng mong quý vị lắng nghe cũng như bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại